Mỹ nhân chuyển giới bỗng đổi ý làm trai thẳng, men lì suýt không nhận ra. Theo Nhịp Sống Việt, vừa qua, đại bộ phận fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ khi mỹ nhân chuyển giới Trần Ngọc Sang, quán quân hành trình lột xác 2018 và top 8 đại sứ hoàn Mỹ 2020 bỗng đăng ảnh cực men lì khi diện sút, tóc cắt gọn gàng, không còn đầm váy súng xính như thường thấy. Đi kèm với bộ ảnh nam tính là dòng trạng thái ẩn ý, miễn là thấy hạnh phúc thì lựa chọn nào cũng đúng. Bài đăng khiến netizen suy đoán rằng người đẹp đã quyết định chuyển hệ. Bên cạnh những ý kiến hoài nghi, cũng có nhiều người cho rằng Ngọc Sang chỉ muốn thử phong cách mới. Trần Ngọc Sang sinh năm 1995, là cái tên có tiếng trong cộng đồng người đẹp chuyển giới nhờ nhan sắc và vóc dáng đáng mơ ước. Cuối năm 2020, Ngọc Sang tham dự Đại sứ hoàn Mỹ và là một trong những thí sinh nặng ký của team Hoàng Thùy. Trong chương trình, Ngọc Sang giành top 8 chung cuộc. Trước đây, Sang từng chia sẻ từ nhỏ đã cảm nhận rõ sự khác biệt của mình với các bạn cùng lứa khi luôn khát khao được sống trong hình hài nữ giới. Càng lớn, mong muốn đó trong Sang càng quyết liệt hơn. Cô chọn cho mình nghề làm người mẫu nam giả nữ và sau đó tham gia một chương trình để tìm kiếm cơ hội làm phẫu thuật chuyển giới. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!